Em chỉ biết nói một câu là phải nói là siêu phẩm. Ở trước mắt quý vị đây là đôi loa Tannoy 638. Đôi loa Tannoy này em nói thật là để trong gia đình chỉ cần ngắm đã thích rồi. Tannoy chỉ cần ngắm đã thích thì chưa nói đến là nghe đó. À, đây là đôi loa Tannoy 638 có mức giá là 17 triệu 900 nghìn. 17 triệu 900 nghìn đó. Đẹp xuất sắc. Đây là dòng có thể chơi hay bày đẹp cho các bác. Cách đây khoảng độ gần 3 năm em có một lô 3-4 đôi đấy. Và tóm lại là chỉ lên một lúc các bác đã tranh nhau. Nhưng đôi đấy còn chưa đẹp bằng những đôi này. Đây này. Đây là dòng Tannoy 638 các bác nhé, 638. Mức giá 17 triệu 900, màu đỏ Bordeaux. Đấy, ở dưới cùng là con bát, còn con trên là con trung và giữa là con tép đồng trục. Tép đồng trục. Màu Bordeaux. Nhìn rất là sang trọng. Và tóm lại dòng này gọi là vừa đẳng cấp vừa sang trọng. Ở những căn phòng chung cư, những căn phòng nhỏ xinh xắn vừa phải. Loa này thì không phải là để đặt phòng chung cư hay phòng nhỏ. Loa này các bác có đặt căn phòng 40-50 mét vuông cũng ok. Nhưng cái em nói là cái độ sang trọng của nó ấy. Nó thiết kế nó rất là gọn gàng. Gọn gàng ấy. Độ sang trọng. Và đặt nó tôn được cái không gian của mình lên rất là đẹp. Còn về cái thương hiệu của Tannoy thì không 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 phải tâng, không phải khen, tâng bốc đi làm gì nữa. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Với mức giá 17 triệu 900. À, dòng này thì báo cáo các bác là nó em đôi loa này còn có cả thùng xốp các bác nhé, còn thùng đấy ạ. Đây. Đây con Tannoy này, 638. Bản này bản Prut màu đỏ. Chưa? Con này hai cầu đấy. Em quay đây nó ngược sáng, đang ngược ánh nắng nên nó hơi tối, đúng không cả? Đấy, nó ngược tối nên nhìn mình quay nhìn nó rõ. Còn là quay đúng chiều của nó nhìn thì nó lên cái màu rất là đẹp luôn. Màu sáng đấy quay ngược sáng bác nhìn thấy không? Nó tự nhiên nó bị tối, đấy. Không, như cái vết đấy không gì. Nó bằng dính. Em nó đẹp xuất sắc luôn. Phải nói một câu là em nó đẹp xuất sắc luôn. Nó nhìn đây, nhìn phía trước xem. Đây. Nhìn xem phía trước này. Đẹp chưa? Đẹp như thế này thôi chứ còn không thể nào đẹp hơn được nữa. 17 triệu 900. 2 3 4. Đấy. 4 gang nó tầm 86 gần 90 cm chiều cao. Đây, chiều ngang đây nó tầm 26 đến 28. Chiều sâu tầm 25 cái căng. Không thể chê được con đôi này đâu bác ơi. Nói thật chơi hay bày đẹp không thể chê được. Dòng này thì các bác nếu mà không có Ampli Agrophase thì các bác có thể chơi với Ampli đèn cho nó dễ. Các bác có thể lấy Ampli đèn các bác chơi cho nó dễ. Nó giá nó vừa bình dân. Còn dòng này thì một là Ampli Agrophase, hai là phải một số Ampli của Anh Quốc. Đấy. Nếu bác nhìn đây. Nếu bác chỉ cái chất bát của nó nè. À, bát màng loa thì được giấy hàng bằng bóng rất là đẹp luôn. Nhìn bóng như soi gương được luôn. Đấy. Con dưới là con bát, con trên là con loa trung, vừa làm loa lời vừa làm tép, con tép nằm ở giữa, con tép đầu trục ở giữa. Nói chung chơi con này xuất sắc, không biết nói câu gì cả. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhé, em cảm ơn.